Cứ quá nổ đi. Có mùi khét khét rồi đấy. Làm gì? Đấy. Chơi cả dây điện rồi. Vờ đấy không ăn dây điện. Chơi cả dây điện rồi. Thấy một hồi nó nhằng dây điện xong bắt đầu hồi đến năm tiếp. Kéo cây, gãy cây, kéo cây xuống. Cấy nhiều cây lắm. Cấy hết cây nhà quyền. Quả này to quá rồi. To quá. Có hồi tới sát nhà quyền. Lần sau phải tính toán nó vừa phải thôi, đừng có ham. Tính nguyên chưa hết. Ba em vừa bảo là 3 mét chưa ăn thua. Nó bay qua cả 3 mét. To hoàn toàn. Này nó lăn. Chứ không phải là nó bay. Nó lăn vào bờ.